Công viên này tầm khoảng chiều chiều tối ra nhà nó mở aerobic, nó mở đài rồi biết chưa, các thanh niên cứ múa cứ tập tập thành nhảy nhót, bọn nhảy hít hốp rồi bọn ấy đấy. Nhiều hội đang hồi xuân thì thôi xong. Vậy là gớm hẳn luôn. Cả hội hồi xuân thì cặp kè ở nhau là thôi. Tiền đây. Vậy đi. Bước đường xe bộ đội mình cũng vẫy là cái đi. Nhà này ở trong này buồn lắm này. Đây thì chỉ có nhà dân em. Khu vực này toàn có các cơ quan các thứ là gì, có dân là nào ở đây.